Xin chào tất cả mọi người, cảm ơn mọi người đã cùng một chút thời gian quay trở lại với kênh An Thái Auto. Video ngày hôm nay em đang giới thiệu tới mọi người một sản phẩm, đó chính là đèn pha của Suzuki ABV. Sản phẩm là hàng liên doanh cao cấp anh em nhé. Đây là phía sau của đèn này. Bây giờ quay lên phía trước này. Đấy. Với cái thiết kế của đèn pha ABV thì nó sẽ phân làm hai khoang, một khoang nó sẽ là xi nhan, một mặt nó sẽ là pha cốt. Sản phẩm được sản xuất và thiết kế theo tiêu chuẩn OEM nên anh em hoàn toàn có thể yên tâm về chất lượng cũng như thời gian sử dụng. Cái thứ nhất là dòng sản phẩm này được thiết kế về vỏ mặt phía ngoài này là lớp mica này. Đấy, em đã phải bóc sẵn ra cho anh em nhìn này, rất là sắc nét luôn. Đó. Phía đằng sau của đèn, phía sau đèn đấy, đó sẽ là nhựa ABS cao cấp thiết kế vào các cái tai cài, chúng ta về có thể gài vào cái chỗ ba đờ sốc đó. Phần xi nhan làm nổi bật với cái phần mica bên trong, nó là ánh sáng vàng giúp tận dụng tối đa cái ánh sáng. Thì vừa rồi là em vừa giới thiệu sơ qua anh em cái sản phẩm, đó chính là đèn pha của Suzuki ABV. Anh em quan tâm tìm hiểu tư vấn về sản phẩm hãy nhấc máy lên liên hệ với em theo số 0769086333, hỗ trợ kiểm tra lắp đặt thay thế tại gara ô tô BMT số 1 ngõ 319 Cam Trinh, số liên hệ là 0856727222. Em xin cảm ơn, hẹn gặp lại mọi người trong video kế tiếp. Em xin chào.